Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đã đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Vừa qua, Đại sứ Trung Quốc tại Nga Trương Hán Huy cho biết Bắc Kinh ủng hộ một hội nghị hòa bình về xung đột Ukraine với sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên. Cụ thể, Đại sứ Trương nói trong cuộc phỏng vấn được hãng thông tấn Eroia Novosti công bố. Trung Quốc ủng hộ việc tiến hành kịp thời một hội nghị hòa bình quốc tế cần được phía Nga và Ukraine thông qua với sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên và thảo luận công bằng về tất cả các lựa chọn cho hòa bình. Thụy Sĩ sẽ chủ trì các cuộc đàm phán trong cuộc hội nghị cấp cao kéo dài 2 ngày từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 6 nhằm ban giải pháp thiết lập hòa bình ở Ukraine. Liên quan đến vấn đề này, trả lời phỏng vấn Politico ngày 11 tháng 5, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết Mỹ chưa bao giờ thực sự hối thúc Ukraine ngồi vào bàn đàm phán với Nga kể cả ở thời điểm cuối năm 2022 khi Kiev phản công thành công và giành lại một phần lãnh thổ. Bà Nulan lý giải, khi đó họ không ở vị thế đủ mạnh, bây giờ họ cũng không ở một vị trí đủ mạnh. Thỏa thuận duy nhất mà Nga sẽ thực hiện khi đó là một thỏa thuận những gì của tôi là của tôi, những gì của các vị có thể thương lượng được. Tất nhiên, một thỏa thuận như vậy là không bền vững. Mặt khác, bà Nulan cũng cho rằng Nga chưa đạt được mục tiêu trong kế hoạch quân sự. Theo bà Ukraine vẫn có thể giành thắng lợi trong cuộc xung đột với Nga. Trong khi đó, về phần mình, Ukraine cho rằng việc khôi phục hiện trạng như năm 2022 là đủ để khởi động các cuộc đàm phán với Nga. Theo đó, tổng thống Volodymyr Zelensky chỉ ra rằng việc khôi phục đường biên giới năm 1991 của Ukraine, như những tuyên bố trước đây của phía Ukraine, không còn là điều kiện tiên quyết để tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với Nga, ngay cả khi ông tiếp tục thúc đẩy công thức hòa bình của riêng mình. Ông Zelensky đã cấm mọi cuộc đàm phán với giới lãnh đạo Nga vào năm 2022 sau khi Nga đơn phương tổ chức trưng cầu dân Ý về việc sáp nhập vào Nga tại bốn khu vực thuộc Ukraine mà Nga chiếm quyền kiểm soát. Kể từ đó, ông Zelensky đã vận động được sự ủng hộ của phương Tây đối với công thức hòa bình 10 điểm. Trong đó có việc Nga rút toàn bộ quân đội và khôi phục đường biên giới năm 1991 của Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea, cũng như buộc Moscow phải trả tiền bồi thường cùng các điều kiện khác. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với đài CBS, ông Zelensky cho rằng không cần thiết phải tái chiếm lãnh thổ bằng biện pháp quân sự. Đồng thời cho biết các lực lượng Ukraine tối thiểu nên khôi phục nguyên trạng như năm 2022. Trong khi đó, Điện Kremlin nhấn mạnh họ vẫn sẵn sàng cho các cuộc đàm phán có ý nghĩa và chỉ trích việc thiếu đột phá ngoại giao là do chính quyền Ukraine, những người mà Moscow cho là từ chối chấp nhận thực tế trên thực địa. Cuộc đàm phán gần nhất giữa Moscow và Kiev được tổ chức tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào mùa xuân năm 2022 nhưng đã sụp đổ khi mỗi bên cáo buộc nhau đưa ra yêu cầu phi thực tế. Ông Putin cho biết, phái đoàn Ukraine ban đầu đã đồng ý với một số điều khoản của Moscow, nhưng sau đó đột ngột từ bỏ thỏa thuận. Theo đài RT, nguyên nhân được cho là do thủ tướng Anh khi đó, ông Boris Johnson, khuyên Kyiv từ chối việc ngừng bắn và tiếp tục chiến đấu với cam kết sẽ có sự hỗ trợ hoàn toàn từ phương Tây. Theo nhận định của chuyên gia về Đông Âu Ben Aris, tổng biên tập tại Business New Europe, các cuộc tấn công của Ukraine và các nhà máy lọc dầu ở Nga đang làm được điều mà các biện pháp trừng phạt dầu mỏ của phương Tây đã không đạt được. Giảm thu nhập từ sản xuất dầu của Điện Kremlin, hạn chế nguồn cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga và đẩy giá trong nước lên cao, nhưng không ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ quốc tế. Bất chấp những lo ngại của Mỹ, tác động của các cuộc tấn công như vậy sẽ khiến giá dầu quốc tế giảm, chứ không phải tăng. Ông Aris cho rằng Kể từ khi cuộc đối đầu bằng phương tiện bay không người lái UAV gia tăng vào đầu năm nay, các UAV tầm xa mới đã tấn công ít nhất 20 mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, gây ra thiệt hại nhất định và khiến các nhà máy lọc dầu ngừng hoạt động trong nhiều tuần khi việc sửa chữa ngày càng khó thực hiện. Kết quả là sản lượng sản phẩm dầu của Nga đã giảm khoảng 14% từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong lĩnh vực dân sự, nếu không nói là cả ngành công nghiệp và quân sự. Nga có năng lực sản xuất dư thừa đáng kể để có thể xuất khẩu và ước tính chỉ có khoảng 40% nhà máy lọc dầu của nước này nằm trong phạm vi tấn công của UAV từ Ukraine. Nhưng các cuộc tấn công đã khiến giá dầu và dầu diesel trong nước tăng vọt. Như vậy, theo chuyên gia Aris, các cuộc tấn công của Ukraine đã đạt được điều mà các biện pháp trừng phạt của phương Tây không làm được, làm giảm khả năng của Nga trong việc chuyển đổi dầu thô thành nhiên liệu cần thiết để cung cấp cho quân đội nước này. Nhưng chiến lược này đã khiến Mỹ rất lo lắng khi Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin bày tỏ lo ngại rằng những cuộc tấn công này có thể có tác động dây chuyền đến tình hình năng lượng toàn cầu bằng cách đẩy giá dầu toàn cầu lên cao. Đến nay, điều đó đã không xảy ra. Ukraine khẳng định rằng việc nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu của Nga sẽ làm giảm giá dầu quốc tế bằng cách hạn chế khả năng lọc dầu của Nga. Kiev buộc Moscow phải xuất khẩu thêm dầu thô, tăng nguồn cung và đẩy giá xuống. Chỉ trong 2 ngày, có 3 nhà máy lọc dầu Nga trở thành mục tiêu tấn công của UAV từ Ukraine. Một UAV của Ukraine cũng đã tấn công nhà máy lọc dầu Gazprom ở Salavat của Nga, cách biên giới Ukraine 1.500 km, lần đầu tiên khu vực này bị tấn công kể từ khi xung đột nổ ra. Mặc dù Nga tiếp tục xuất khẩu các sản phẩm nhiên liệu sang Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và Brazil, nhưng hầu hết các quốc gia phương Tây đã ngừng nhập khẩu nhiên liệu đã qua tình chế của Nga. Các cuộc tấn công của Ukraine đã làm giảm công suất lọc dầu tới 900.000 thùng một ngày của Nga, dẫn đến việc sửa chữa bị chậm trễ do thiết bị phức tạp và các lệnh trừng phạt của phương Tây ngăn cản việc tiếp cận các bộ phận chuyên dụng. Với khả năng lưu trữ dầu hạn chế, Nga phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn: tăng xuất khẩu dầu thô với giá thấp hơn hoặc ngừng khai thác. Nếu Nga ngừng sản xuất, giá dầu toàn cầu sẽ tăng, đẩy chi phí nhiên liệu của Nga tăng lên nhưng lại làm giảm doanh thu xuất khẩu dầu mà nước này cần. Chuyên gia Aris kết luận Nga hiện đang tăng cường xuất khẩu dầu thô khi sản lượng các sản phẩm đã lọc giảm, với lượng xuất khẩu hàng tháng tăng 9% trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3, đạt mức cao nhất trong 9 tháng. Ngược lại, xuất khẩu nhiên liệu tinh chế của nước này đã giảm mạnh. Như vậy, chiến lược của Ukraine đang phát huy tác dụng và đang gây ra tổn thất rõ rệt cho hoạt động kinh doanh dầu mỏ của Nga. Sản lượng dầu diesel đã giảm 16% và sản lượng xăng giảm 9% kể từ khi Ukraine bắt đầu nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong cuộc họp báo tại thủ đô Kyiv hôm 10 tháng 5 rằng Nga đã phát động làn sóng tiến công mới ở hướng Kharkov. Quân đội Ukraine đã điều động các lữ đoàn và pháo binh đối phó. Nhiều trận giao tranh dữ dội đang diễn ra. Sau cuộc gặp với Tư lệnh Quân đội Ukraine Oleksandr Syzdyk, ông Zelensky nói rằng các trận đánh ác liệt đang diễn ra dọc toàn bộ tiền tuyến và khẳng định Kyiv sẽ phản ứng kiên quyết. Kênh Military Summary cho biết, theo Bộ Quốc phòng Ukraine, quân đội Nga đã ảo ạt vượt qua biên giới gần Kharkov. Nhiều blogger thân Ukraine xác nhận cuộc tấn công lớn của Nga đã bắt đầu và một số ngôi làng dọc biên giới Nga-Ukraine được cho là đã thất thủ. Theo kênh Suri Jack Maps, tại mặt trận Đông Bắc, trong buổi sáng ngày 10 tháng 5, quân đội Nga tấn công vào tỉnh Kharkov. Sau nhiều giờ chiến đấu, quân đội Nga đã tiến vào được một số ngôi làng. Ở quận Kharkov, họ đã đến được các làng Hoptipka và Kudipka, mặt khác những khu Strilecha, Krasne, Pina và Borisipka đã thất thủ. Khu vực này là nơi vững chắc nhất của mặt trận mới. Xa hơn về phía nam, lực lượng Moscow cũng đã đến được Zelen. Ở quận ép tình hình với Ukraine còn bối rối hơn. Quân Nga tiến đến Ohisev, Hatice và Pletenovka áp sát ngoại ô phía bắc của Vopchansk, nơi chưa bị tấn công nhưng bị pháo kích đáng kể xa hơn về phía đông, lực lượng Moscow đang tiến về phía Jibin. Các quan chức Ukraine chưa cung cấp nhiều thông tin về đợt tấn công thứ hai của Nga, mặc dù trong bản cập nhật tối mùng 10 tháng 5, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã nhắc đến các cuộc tấn công của Nga ở khu vực Krasne và hai ngôi làng gần đó. Có bốn ngôi làng cạnh nhau, trong đó có cả Krasne là các vùng lãnh thổ đang bị hai bên tranh giành, chứ không phải do Ukraine kiểm soát hoàn toàn. Nhà Trắng ngày 10 tháng 5 cũng nói rằng Mỹ đang phối hợp chặt chẽ với Ukraine để theo dõi hoạt động của quân đội Nga tại Kharkov. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói có khả năng Nga đang dọn đường cho chiến dịch tiến công lớn hơn nhằm vào Kharkov. Quan chức Mỹ nhận định Nga có thể tiếp tục tiến quân trong những tuần tới nhưng khó đạt bước đột phá quan trọng. Ông Kirby nói thêm nguồn viện trợ của Washington sẽ giúp Kiev chống đỡ các cuộc tấn công trong năm 2024. Moscow nhiều khả năng sẽ tăng cường độ bắn phá và bổ sung thêm quân để thiết lập vùng đệm mỏng dọc biên giới Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa bình luận về những thông tin trên. Theo Force, từ năm 2023, các chuyên gia quân sự Nga đã đưa ra nhận định súng hoa cải sẽ giúp quân đội nước này đối phó hiệu quả với máy bay không người lái cảm tử UAV. Giờ đây, tuyên bố này đã thành hiện thực khi nhiều binh sĩ Nga ở Ukraine kêu gọi những người ủng hộ gửi ra chiến trường mọi khẩu súng hoa cải mà họ có. Trong một video lan truyền trên mạng Internet gần đây, một binh sĩ Nga kêu to, hãy chuyển cho chúng tôi súng bắn đạn ghém, bất cứ loại nào cũng được. Súng bắn đạn ghém, shotgun, hay còn gọi là súng hoa cải, đang được coi là giải pháp giúp binh sĩ Nga đối phó với hàng trăm nghìn phương tiện không người lái tràn ngập trên chiến trường Ukraine. Các binh sĩ Nga trên tiền tuyến đang đề nghị chỉ huy cấp thêm súng hoa cải để đối phó UAV các thiết bị gây nhiễu cầm tay hầu như không phát huy tác dụng. Binh sĩ Nga và Ukraine đều sử dụng thiết bị tác chiến điện tử cầm tay để gây nhiễu UAV đối phương, song bên vận hành liên tục thay đổi tần số điều khiển và dùng hệ thống chống nhiễu. Do đó, một thiết bị tác chiến điện tử có thể hoạt động hiệu quả tuần trước, lại trở nên vô dụng vào tuần sau. Cựu đại tá Nga Andrei Koskin tháng trước nhận định khi hệ thống tác chiến điện tử không thể vô hiệu hóa UAV, súng hoa cải có thể là giải pháp thay thế. Ông Koskin nói, ngay cả một khẩu súng hoa cải đơn giản mà người ta mang đi bắn chim cũng có thể hạ UAV hiệu quả hơn một khẩu súng máy. Một số đơn vị Nga gần đây đã nhận súng hoa cải để bắn hạ UAV Ukraine, trong đó có các binh sĩ được giao nhiệm vụ bảo vệ cho đội công binh giả phá bom mìn và tổ hợp phòng không. Họ quan sát bầu trời, sẵn sàng dùng súng hoa cải bắn hạ UAV đối phương. Một số quân nhân Nga còn được trang bị súng hoa cải bán tự động, VF-12 với hộp tiết đạn 5 viên và có tầm bắn hiệu quả khoảng 100 mét. Số khác sử dụng bộ chuyển đổi bắn đạn ghém GP25 lắp dưới nòng súng AK để hạ UAV. Thiết kế này cho phép binh sĩ Nga dùng súng AK-74 bắn một phát đạn ghém để tiêu diệt drone cách đó 30 mét. Ukraine cũng áp dụng giải pháp dùng súng hoa cải hạ UAV như lực lượng Nga. Quân đội Ukraine có thể đã mua 4.000 khẩu Escort BTS-12 của Thổ Nhĩ Kỳ. Mẫu súng bán tự động này có thiết kế bullpup, tức hộp tiếp đạn để sau cỏ súng được đánh giá là một trong những loại súng hoa cải rẻ tiền và có độ tin cậy cao. Ngoài cung cấp súng hoa cải cho binh sĩ, Ukraine cũng mở khóa huấn luyện cách dùng vũ khí này đối phó với UAV. Một tạp chí Ukraine nhận định do đối phó UAV đòi hỏi thao tác nhanh và tầm nhìn rộng. Các loại ống ngắm siêu chính xác trở thành vật cản thay vì hỗ trợ binh sĩ tác chiến. Ngoài việc luyện tập bắn hạ mục tiêu bay với tốc độ cao, những binh sĩ tham gia khóa huấn luyện còn phải học cách đảm bảo an toàn cho bản thân, đặc biệt là không chạy theo thành tích. Các chuyên gia Ukraine nói đề cập đến mối nguy hiểm từ UAV chưa phát nổ hoặc chiến thuật gài bẫy của đối phương. Đừng chạy theo UAV để xác nhận bắn hạ mục tiêu thành công, đừng nhặt lại UAV bị bắn hạ, điều này không khác gì đùa với lửa. Súng hoa cải có thể bắn rơi UAV thả bộc phá hoặc drone cảm tử góc nhìn thứ nhất, FPV, mang lại cơ hội sống sót cao nhất cho binh sĩ trước đòn tập kích của đối phương so với chạy trốn. Tuy nhiên, súng hoa cải không phải là giải pháp toàn diện trong đối phó UAV. Nhiều binh sĩ không nghe hoặc nhìn thấy UAV khi chúng lao tới cả nga lẫn ukraine cùng trang bị camera ảnh nhiệt cho uav để tập kích ban đêm nếu không có kinh ngắm chuyên dụng súng hoa cải sẽ trở nên vô dụng khi đối mặt với uav khi trời tối